Chào mừng quý vị và các bạn đến với Trạng Cờ Đất Việt năm 2015 khu vực miền Trung. Ngay bên cạnh tôi là hai kỳ thủ Nguyễn Anh Mẫn và kỳ thủ Phạm Viết Duy cùng đến từ Đà Nẵng. Và sau đây chúng tôi xin mời các bạn đến với từng kỳ thủ. Xin chào anh Phạm Viết Duy. Được biết anh Duy sinh năm 1988 và đến từ quận Ngũ Hành Sơn. Anh Duy, anh lý do gì mà anh đến với Trạng Cờ Đất Việt 2015? Là do mình ham mê cờ với lại thấy tổ chức nên mình muốn tham gia để góp vui cho trận cờ thêm thú vị. Được biết cái vị trí của anh là vị trí thứ 24. Dạ. Vị trí có thể nói là vị trí cực kỳ may mắn, và nếu đứng thứ 25 thì chúng ta đã không đứng tại đây. Dạ. Vậy thì anh có cho rằng đấy là một cái điều may mắn của mình, và anh có nghĩ rằng mình sẽ có may mắn ở vòng tiếp theo hay không? Dạ, đó cũng là một may mắn của em và em mong sẽ may mắn được thêm lần nữa. Anh có biết gì về đối thủ của mình, anh Nguyễn Anh Mẫn hay không? Dạ, em biết Mẫn thì cũng tham gia nhiều giải phong trào rồi nhưng mà chưa đánh nhau trong một giải đấu thi đấu lần nào cả. Vâng, chưa gặp nhau bao giờ. Dạ. Và ngày hôm nay anh sẽ được gặp anh Nguyễn Anh Mẫn. Dạ. Anh đánh giá thế nào về trận đấu này? Dạ, anh Mẫn thì em thấy cũng khó ăn. Sẽ cố gắng hết sức. Vâng, và chúng ta quay trở lại với đối thủ của anh Duy là anh Nguyễn Anh Mẫn. Xin chào anh Mẫn. Anh xin cho biết khán giả biết anh sinh năm bao nhiêu? Tôi sinh năm 1979. Anh có gia đình chưa? Có gia đình. Bước vào trận đấu này với vị trí thứ 9, và vị trí có thể nói là rất là tốt. Anh cho rằng là đánh giá trước trận là khả năng chiến thắng của anh sẽ là bao nhiêu phần trăm? Khả năng chiến thắng của tôi cỡ 60%. Anh Duy thì nói là anh Duy thì lép hơn anh Mẫn một chút. Anh Mẫn thì nói là anh Mẫn nhìn hơn anh Duy một chút. Và tôi cho rằng chúng ta hãy cùng chờ đợi những cái kết quả của trận đấu sau trận đấu này. Khóa Việt Tiệp được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, là sản phẩm cao cấp chống giò chìa và khoan phá, chất lượng an toàn tuyệt đối. Ê! Chúng tôi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra. Khóa Việt Tiệp, niềm tin của mọi nhà. Trong trận đấu này, kỳ thủ Phạm Viết Duy mặc áo đỏ và được cầm quân đỏ đi trước. Kỳ thủ Nguyễn Anh Mẫn mặc áo xanh và cầm quân xanh đi sau. Trận đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần Khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hữu hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Minh Cường Đông Anh Hà Nội và khách sạn Nam An Đà Nẵng. Trận đấu bắt đầu. Ngay lập tức là pháo 2 bình 5. Kỳ thủ Phạm Viết Duy lộ rõ ý đồ muốn tấn công ngay từ giai đoạn khai cuộc. Rất vui mừng được giới thiệu với quý vị khán giả người ngồi cùng tôi hôm nay tại cabin bình luận của Trạng Cờ Đất Việt 2015 khu vực miền Trung là danh thủ Vũ Hữu Cường, người là kiện tướng quốc gia và đã từng là một vận động viên đoạt hạng 3 quốc gia. Xin chào anh Cường. Xin chào anh Trung và xin chào quý vị khán giả. Bên xanh vừa đi top 3 tấn 1. Một cái thế trận mà rõ ràng là anh Nguyễn Anh Mẫn chủ động mở binh trước. Và đây là một cái cách mà sẽ ép bên tiên phải đi theo cái ý muốn của bên hậu, thay vì lên bình phong tròn và lựa chọn, để cho bên tiên lựa chọn. Xe 2 tấn 4, mã 2 tấn 3. Tôi nghĩ khả năng sẽ là top 7 tấn 1 và ăn xe qua để gây áp lực bên phía cánh phải của bên xanh. Vâng, thật là hồi hộp khi được có mặt tại khách sạn Nam An, một khung cảnh tuyệt đẹp dưới cái biển xanh và cát trắng, và được xem những ván cờ tuyệt hay của Trạng Cờ Đất Việt khu vực miền Trung, khu vực cuối cùng của các cái vòng đấu mà chúng tôi tổ chức. Và chúng ta hãy cùng chờ xem những kỳ hữu nổi tiếng của khúc ruột miền Trung thể hiện bản lĩnh như thế nào. Đúng như dự đoán, binh 7 tấn 1, binh 3 tấn 1, xe 2 hình 7.
kỳ thủ Nguyễn Anh Mẫn, người là một kỳ thủ chơi nghiệp dư của Đà Nẵng. Nhưng nếu anh Cường có nhớ, vào năm cách đây mấy tháng, anh Mẫn đã tham dự giải vô địch A2 của đội đồng đội toàn quốc tại thành phố Huế và đạt thành tích rất cao. Ngay sau đó anh được một vé tham dự giải đấu thủ mạnh toàn quốc tại Cần Thơ và có những ván đấu có thể nói là tuyệt hay trước những cái kỳ thủ nổi danh tại làng cờ đất Việt. Và anh Mẫn đã và đang trở thành một kỳ thủ chủ chốt của đội Đà Nẵng. Anh Nguyễn Anh Mẫn thì tham gia trong câu lạc bộ Cờ Tướng Hoàng Anh, và câu lạc bộ Cờ Tướng Hoàng Anh thì chủ tịch là anh Trần Văn Ninh, một kỳ thủ được mệnh danh là Đông Phương đất bất bại của thành phố Đà Nẵng, một kỳ thủ nổi tiếng hàng chục năm nay. Và chỉ trong sau vài chương trình nữa thôi, các bạn sẽ được gặp anh Trần Văn Ninh trên con đường tiến tới ngôi vương của chặng cờ đất Việt khu vực miền Trung cũng như chặng cờ đất Việt toàn quốc. Và một nước vật tượng theo tôi nghĩ là có vẻ vội vàng. Đương nhiên trong hình thế này thì vật tượng lên thì nhìn vô hình chung bắt đầu thì được hơn con tượng. Nhưng về lâu về dài, cánh mã trái như anh Cường phân tích là đã yếu rồi, và cánh mã phải thì khi pháo bảy vào tên tượng thì cũng sẽ yếu nữa. Đúng rồi. Và tôi cảm giác rằng đây là một hình cờ có thể nói là hơi bị lỏng lẻo, mặc dù đã có tượng bù đắp. Vâng, giật pháo bảy. Pháo bảy thoái ba. Tôi xin được nói lại là anh Nguyễn Anh Mẫn thời gian gần đây là một kỳ thủ phải nói là một cái niềm bất ngờ cho những cái kỳ thủ mạnh của Việt Nam. Như tôi đã nói từ giai đoạn bình luận đầu tiên của ván đấu là anh Nguyễn Anh Mẫn có một nền tảng trung tràn cực kỳ tốt. Đúng như dự đoán, xe 1 bình 3, cô xe pháo được cổ đỏ lại. Các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu chặng cờ đất Việt 2015. Giải đấu được tài trợ chính của công ty cổ phần khóa Việt Tiệp và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hữu hạn Enifrance Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Nam An, Đà Nẵng. Các trận đấu của chặng cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV vào lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên VTC3 vào lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Bên Tiên vừa đi tượng 7 tấn 9. Một nước đi có thể nói là mang tính lấy căn cho xe. Như anh Cường vừa phân tích, xe pháo của đỏ đang bị cô và nước hất tượng này để lấy căn để có thể di chuyển được pháo. Tuy nhiên, ngay cả khi di chuyển được pháo mà xe 3 tấn 5 nên đổi xe thì con tượng của bên Tiên cũng đã đi sai lầm, đi hai nước cờ và cái hiệu quả của nó là không tốt. Tôi nghĩ là như vậy. Một cái con tượng mà méo có thể là ở trong những nước đầu tiên cũng chưa có nguy hiểm gì, nhưng về sau này khi chuyển tàn thì những vị tượng như thế này thì sẽ làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của bên đỏ. Thời gian dành cho bên đỏ là 17 phút, dành cho bên xanh là 22 phút. Rõ ràng anh Phạm Vân Duy đã không có một sự chuẩn bị tốt nhất cho phần khai thuộc của mình. Mã 8 tấn 6, mã quỳ. Pháo 8 tấn 5. Bây giờ mới là pháo 8 tấn 5. Cũng chưa muộn rồi. Vâng, đó là một nước cờ cẩn thận của anh Mẫn trước, củng cố trung lộ, đồng thời lấy căn cho xe xanh, sau đó mới phát động tấn công. Vòng loại và vòng chung kết của chặng cờ đất Việt khu vực miền Trung về đánh giá của ban tổ chức đã và đang thành công tốt đẹp. Qua đây tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các đội ngũ trọng tài, các danh thủ, các kỳ thủ nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng, những anh em kỳ hữu ở Quảng Nam, ở Điện Bàn, ở Hội An, ở thành phố Đà Nẵng, ở Quảng Trị, Quảng Bình, những kỳ thủ mà có thể nói rằng nếu như không có sự giúp đỡ các bạn, chặng cờ đất Việt khu vực miền Trung không thể thành công. Và một lần nữa qua chương trình sóng của Today TV, tôi xin được thay mặt ban tổ chức gửi lời trân trọng cảm ơn đến sự giúp đỡ của các anh. Bình 5 tấn 1. Bên đỏ thúc tốt, mục đích là để
thông mã cho hai con mã bảo vệ nhau, giao chân bảo vệ nhau. Pháo 8 bình 5, xe 8 tấn 7. À, ngay lập tức một sự chuẩn bị sẵn từ xa của bên xanh. Mã 7-6 phục thủ đoạn. Mã 6 tấn 5 nếu trường hợp mã 3 tấn 5 sẽ lập tức chém xe vào tượng. Đương nhiên là bên đỏ sẽ thoái tượng về để bảo tượng. Tuy nhiên các bạn có thể thấy rõ ràng là sau nước tượng 7 tấn 9 để làm can xe thì bây giờ tượng 9 lại về 7, lại thêm hai nước đi mà có thể nói là rất là mất tiền của bên đỏ. Tôi thoáng qua cái nước cờ là mã 2 thoái 4 cũng có thể là một phương án mà làm bên đỏ khó đi. Theo quan điểm của tôi là cứ đánh bình thường đi mã 6 tấn 7 ăn tốt. Tại vì hiện giờ là ít ra là xe xanh ghim pháo và xe xanh bên cánh bên phải ghim ngựa. Đúng như dự đoán, đúng như quan điểm của anh Trung, bên đen mã 2 thoái 4 cũng là một hướng chọn lối đánh thôi. Tôi nghĩ là nếu mà đánh theo cách anh Cường thì đánh chậm chắc. Còn phương án này để có thể là tận dụng cái ưu thế về thời gian để luôn luôn gây nước khó cho bên đỏ. Thì trong trường hợp mà bên đỏ như các bạn đã thấy là thời gian còn tương đối ít thì sẽ rất dễ có thể phạm sai lầm. Quay trở lại giai đoạn khai cuộc, các bạn có thể thấy rằng nước pháo 7 tấn 7 ăn tượng là một nước đi có thể nói là sai lầm của bên đỏ. Điều này khiến cho bên đỏ rơi vào trạng thái có thể dùng từ là mua dây buộc mình. Và các bạn sẽ thấy rằng rất khó khăn. Chỉ ăn duy nhất một con tượng tạo điều kiện cho toàn bộ đồ, những cái cây mạnh nhất của bên xanh tấn công. Các bạn đang xem các trận đấu trong khuôn khổ giải đấu trận cờ Việt năm 2015, giải đấu tài trợ chính của công ty cổ phần khoáng Việt Tiềm và các nhà tài trợ: công ty trách nhiệm hạn Eni France Việt Nam, công ty Carotech, khách sạn The Ritz Hotel Ninh Bình, khách sạn Nam An, thành phố Đà Nẵng. Các trận đấu của trận cờ đất Việt sẽ được phát sóng trên Today TV lúc 15 giờ thứ bảy và chủ nhật, 14 giờ thứ hai hàng tuần, trên VTC3 lúc 15 giờ ngày thứ ba, tư, năm, sáu hàng tuần. Ngoài ra các trận đấu còn được phát lại trên kênh YouTube của Sông Mã Ca và diễn đàn Thăng Long Kỳ Đạo. Kính mời quý vị đón xem. Xe 7 thoái 3. Nước xe 7 thoái 3 có thể nói là khả dĩ nhất trong tình thế hiện tại. Trong trường hợp này sẽ tìm cách, đỏ sẽ tìm cách để cho pháo 7 thoái 4 giữ mã, sau đó phát triển dần dần như cách nói của anh Nguyễn Hoàng Lâm, một cái nhà vô địch châu Á năm 2012, trong các phần bình luận trước đã nói. Thì anh Lâm nói là đây là lúc mà bên đỏ cần phải sửa hình. Xanh đi pháo 2 bình 4, đang phục nước pháo 4 tấn 5 để bắt ngựa. Cái nước đi mang tính làm khó cho đối phương. Tôi nghĩ xanh đến đây có thể đi tốt 5 tấn 1. Và ấn pháo 4 tấn 2 với mục tiêu đóng pháo vào đầu. Những nước pháo rất uyển chuyển. Đầu tiên có 2 bình 4 dọa đâm dạ thọc xuống tài sĩ để phá mã của đối phương, sau đó ép đối phương phải đi sĩ 6 tấn 5. Và bây giờ pháo 4 tấn 2. Nước cờ mà những cái nước cờ mang cái tính gây áp lực liên tục của Nguyễn Anh Mẫn dành cho đối thủ của mình.
rồi là những pha đấu xe. Tôi nhớ là trong ván đấu với anh Nguyễn Thế Chí, anh Nguyễn Nhật Quang, thành viên của học viện cờ tướng Thăng Long Kỳ Đạo, nơi anh từng là huấn luyện viên trưởng. Anh Nguyễn Nhật Quang, anh ấy có một cái thế trận ưu thế cực lớn và kể cả về thời gian. Nhưng rất đáng tiếc trong những phút cuối cùng anh Chí thể hiện bản lĩnh và đã giành chiến thắng. Ngay sau đó là anh Cường lại thất bại trước anh Chí, và người cuối cùng thất bại trước anh Chí trong nhóm của anh là anh Đặng Hữu Cha. Thì chúng tôi có nói vui là đúng thật là tam anh chiến lão bố. Ở trong trận Trung Quốc thì Tam Quốc thì tam anh chiến thắng lão bố, nhưng vừa rồi lão bố Nguyễn Thế Chí với khả năng có thể nói là trình độ cờ cũng rất là tốt, với cái việc mà điều khiển chiến thuật rất là hay. Trong hai ván của anh thì anh Chí đã thủ hòa bằng mọi giá và chiến thắng anh Đặng Hữu Cha. Thì quả thật là một cái câu chuyện rất là vui của trận cờ đất Việt 2015. Và anh Chí sau đó đã tiến vào đến tận trận chung kết của trận cờ đất Việt. Đó là một cái, anh có thể nói là anh Chí là ngựa ô của giải, và cũng là một cái điều thú vị nhất của trận cờ đất Việt 2015. Cũng có thể nói là cái giải đấy anh Chí đánh rất xuất sắc. Để cần chiến thắng được ván cờ, ngoài cái chuyện là do đối phương có mạnh trong ngày hôm đấy, ta có phát huy được đúng thực lực của mình hay không, còn thêm yếu tố sức khỏe và kể cả vấn đề phong độ. Và tôi khẳng định rằng anh Chí đã có sự chuẩn bị rất tốt về chuyên môn, đảm bảo sức khỏe tốt qua cái việc mà đánh cờ nhanh rất hay. Và cả phong độ của anh Chí phải nói là trong những cái trận đấu của vòng loại trận đấu Việt khu vực miền Bắc là cực kỳ hay. Và tôi mong rằng anh Nguyễn Thế Chí với cái trách nhiệm đại diện cho những cái kỳ hữu của khu vực phía Bắc, trong thời gian tới đây phải đối mặt với những tranh thủ lẫy lừng của phương Nam và miền Trung, anh chị sẽ phát huy được điểm mạnh của mình. Anh Nguyễn Anh Mẫn đến thời điểm này đã tỏ rõ là người thi đấu rất là chắc chắn. Anh đã chuyển pháo qua để tránh đường nhảy mã để gây sát thương của bên đỏ, và rõ ràng là dùng ưu thế dần dần của mình để chiến thắng ván cờ này. Tôi nghĩ là bên xanh vẫn rất là có ưu thế. Tuy nhiên trong cờ tướng thì tiềm ẩn rất nhiều bất ngờ, và tôi cho rằng anh Phạm Phước Duy vẫn có những cơ hội của mình. Pháo 1-9 vừa ăn tốt vừa chuyển xe pháo mã sang một cánh với ý đồ phóng pháo đáy để gây sát thương. Bên đỏ vẫn quyết định phế con ngựa để tấn công cánh bên trái của bên đi tiền. Thực ra thì tôi nghĩ đây là cũng là một lựa chọn hết sức hợp lý của anh Phạm Văn Duy. Bởi vì nếu như trong hình cờ này mà đánh càng chậm thì hai con tốt của bên xanh sẽ lần lượt sang sân và gây áp lực lớn. Như đó thì bàn cờ này sẽ rất dễ là, mà trong cái thời gian chỉ còn hơn 5 phút thôi, rất là khó đỡ. Nên vì thay vì đỡ thì lập tức tấn công lại, lấy tấn công làm phòng thủ. Thì đây cũng là một cái cách chọn phương án theo tôi là hết sức hợp lý ở thời điểm hiện tại. Quyết định ăn mã, xe 87. Pháo 9-3. Sĩ 5-6. Trong trường hợp này, xe pháo của bên đỏ tấn công thì chưa thể gây nguy hiểm được. Muốn có thế đánh nguy hiểm thì bên đỏ phải tìm cách sang được con ngựa. Tôi nghĩ sẽ là xe 8, nếu là tôi cầm bàn cờ này là xe 8-9, thượng tướng, xe 8-1, xuống tướng và sau đó nhảy mã xuống biên, mã 7-9. Tôi nghĩ chỉ còn cách này thôi. Gần như là bắt buộc, và xe pháo mã ở bên thì không thể đùa được, không thể đùa được. Cùng chờ xem anh Duy cần đi nhanh lên, chỉ còn hơn 3 phút thôi. Anh nhảy ngựa trước khi đâm xe. Mã
Mã 7 tấn 5. Bên em quyết định đổi mã lấy tượng. Đồng thời nếu như tượng 7 tấn 5 ăn lên thì xe 7 bình 5. Dọa đánh cục bằng xe phó mã trung lộ. Bây giờ hướng đánh là đã được mở rồi, nhưng rõ ràng cũng cần phải quay lại nhìn vào vấn đề phòng thủ. Trong tình huống này, nếu như mà bên đen không tiến xe chiếu mà nhảy mã xuống hỏi cục ấy, thì có khả năng là bên trái đỏ tiến nhảy mã xuống hỏi cục, có khả năng là bên đỏ sẽ bị cục trước bằng cách là mã 5 tiến 7 chiếu tướng. Tướng 5 bình 6 thì có thể thí xe chiếu cho sĩ ăn lên để đưa pháo vào chiếu, về sĩ lại nhảy mã 5 tiến 6 chiếu hết cờ. Vâng, một nước phối hợp rất là hay của anh Vũ Quốc Cường. Tôi nhắc lại, mã 5 tấn 7 chiếu tướng buộc phải xuất tướng, sau đó xe 7 bình 4 chiếu tướng buộc phải ăn sĩ lên, sau đó đóng pháo chiếu buộc phải xả sĩ về, sau đó nhảy ngựa sát cục cửa đèn. Và bây giờ thì bên đỏ cũng đang đứng trước phải chống cự cái nước cờ này. Xe 8 bình 6. Vâng, nước cờ gần như duy nhất trong tình huống hiện tại. Một nước cục ký xe như anh Cường vừa phân tích là tương đối kín đáo đấy. Vâng, nước cục này sẽ là xe 3 tấn 2 chiếu tướng buộc phải thượng tướng. Mã 5 tấn 3 chiếu tướng buộc phải thượng tướng, sau đó chuyển xe 3 bình 4 sát cục. Pháo 3 bình 4. Vâng, phí pháo. Vừa rồi là hàng loạt các phương án rất hay của anh Vũ Hữu Cường. Đầu tiên là thí xe cục, bây giờ là một phương án thí pháo cục rất là hay. Vâng, chính xác rồi. Hãy cùng chờ xem. Đâm chiếu, giật chiếu, bắt chị lên. Anh xin chúc mừng anh Nguyễn Anh Mẫn. Anh Nguyễn Anh Mẫn vừa chỉ nước xe 3 thoái 1 sát cục. Xin được cảm ơn sự có mặt của anh Vũ Hữu Cường trên băng ghế bình luận. Và xin hẹn gặp lại anh Phạm Viết Duy vào mùa giải năm sau. Cảm ơn anh Cường. Cảm ơn anh Trung và xin chào quý vị khán giả.